Chào mừng các bạn trở lại với tin tức Man United hôm nay. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19:30 mỗi ngày, từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần trên kênh Vũ trụ Man United. Trong bản tin ngày hôm nay mùng 3 tháng 10, Eliza xin gửi tới các bạn những tin tức chính sau đây. Huấn luyện viên Ten Hag, cầu thủ thiếu niềm tin. Lý do Ronaldo không vào sân. Gary Neville chỉ trích 4 cầu thủ tấn công. Và những tin tức nóng hổi khác. Và không để các bạn phải đợi lâu, Eliza xin được bắt đầu với những thông tin đầu tiên. Phát biểu sau thất bại thảm hại 3-6 trước Man City ở trận derby Manchester, huấn luyện viên Erik ten Hag đã dùng đến những từ ngữ rất gay gắt để nói về màn trình diễn của các cầu thủ Man United. Ông khẳng định những gì mà họ thể hiện là không thể chấp nhận được. Các cầu thủ nên sẵn sàng để nghe thêm nhiều lời phê bình trong những ngày sắp tới khi ông và ban huấn luyện phân tích lại những gì đã xảy ra. Ông ten Hag nói, tôi rất thất vọng, đặc biệt là với tình trạng thiếu niềm tin mà họ thể hiện. Tôi không nghĩ lại có chuyện đó. Ở những trận trước, chỉ mới cách đây vài tuần thôi, đội bóng của chúng tôi còn tràn đầy tự tin thể hiện được tinh thần tuyệt vời trong một bầu không khí tích cực. Nhưng hôm nay chúng tôi đã không thể mang được tinh thần đó vào sân ngay từ những phút đầu tiên. Lẽ ra chúng tôi có thể chơi bóng nhưng đã không làm điều đó. Khi có bóng, chúng tôi để mất bóng một cách dễ dàng, đưa ra nhiều quyết định không chính xác. Khi không có bóng, chúng tôi tỏ ra thụ động. Tôi đã luôn hy vọng rằng các cầu thủ sẽ thể hiện được sự chủ động ngay từ đầu trong trận đấu hôm nay, nhưng họ đã không làm được điều đó. Trong trận derby Manchester, Cristiano Ronaldo không có mặt trong đội hình xuất phát. Đây được xem là điều hoàn toàn bình thường khi phong độ của Ronaldo từ đầu mùa vốn chưa đủ tốt. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là siêu sao người Bồ Đào Nha cuối cùng cũng không có tên trong danh sách những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Thay vào đó là Anthony Martial, người vừa trở lại sau chấn thương. Khi được hỏi, huấn luyện viên Ten Hag giải thích ông không đưa Ronaldo vào sân là vì tôn trọng sự nghiệp của anh. Man United kết thúc hiệp 1 với tỷ số thua 0-4 và gần như không có khả năng ngược dòng, nên việc Ronaldo có mặt trên sân hay không, không thay đổi được cục diện. Ngược lại, có tô thêm một vết đen vào sự nghiệp của anh. Ông Ten Hag nói, tôi không đưa Ronaldo vào sân vì tôn trọng anh ấy, tôn trọng sự nghiệp vĩ đại của anh ấy. Trong khi đó, huyền thoại Roy Keane lại cho rằng, việc Man United cố giữ Ronaldo lại rồi không cho anh vào sân là một sự thiếu tôn trọng với cầu thủ người Bồ Đào Nha. Ông nói, anh không cố giữ Ronaldo lại để bắt anh ta ngồi dự bị, đó là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Huyền thoại của Man United Gary Neville tin rằng chính các cầu thủ trên hàng công và hàng tiền vệ mới là những người phải chịu trách nhiệm chính trong thất bại thảm hại của Man United trước Man City. Bốn cái tên được cựu hậu vệ phải của đội chỉ ra là Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Marco Rashford và Scott McTominay. Neville nói, tôi không nghĩ là khi bạn phân tích những gì mà Man United đã thể hiện bạn sẽ nói, tại sao lại không đưa Casemiro vào đá bên cạnh McTominay? Tôi không cho rằng Ten Hag có lỗi gì ở đây. Vấn đề là ở những sai lầm tự thân, tự căng thẳng khi có bóng và sự thiếu điềm tĩnh. Tôi không nói về các hậu vệ, những người đã phải chịu một sức ép liên tục. Tôi đang nói về các tiền đạo và tiền vệ. Rashford, Eriksen, Fernandes, McTominay. Họ để mất bóng một cách quá dễ dàng. Và khi những cầu thủ tốt nhất trong đội không thể kiểm soát được trái bóng, điều đó tạo ra một bầu không khí tiêu cực. Họ lẽ ra phải làm được tốt hơn rất rất nhiều. Câu hỏi cho phần hỏi vui đáp gọn của vũ trụ Man United hôm nay. Cách biệt lớn nhất trong một trận derby Manchester là bao nhiêu? Anh em comment câu trả lời của mình nhé. Đáp án sẽ có ở cuối clip. Còn bây giờ là những tin tức tiếp theo. Ở trận derby, trung vệ Raphael Varane đã bị thay ra khi hiệp 1 của trận đấu còn chưa kết thúc. Trước đó, anh rõ ràng đã bị gập cổ chân sau khi cố ngăn cản một cú sút của cầu thủ Man City. Trong tình huống đá phạt góc mà Varane không thể có mặt vì đang được điều trị, Erling Haaland đã đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 cho Man City. Ở bàn thứ 3, Varane cũng không thể theo kịp đường truyền của De Bruyne và để cho Haaland thoải mái thoát xuống ghi bàn. Ngay sau bàn thua ấy, trung vệ người Pháp đã được rút ra khỏi sân và thay bằng Victor Lindelof. Giải thích sau trận, huấn luyện viên Ten Hag nói rằng kể cả khi tỷ số không phải là 0-3, ông vẫn sẽ rút Varane khỏi sân. Ông nói, tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể tiếp tục trận đấu, chấn thương đó khá nặng và tôi không muốn mạo hiểm khiến cho nó trở nên nghiêm trọng hơn.
Cũng giống như người đồng đội cũ Gary Neville, cựu tiền vệ Roy Keane tỏ ra thất vọng với những gì mà các tiền vệ trung tâm của Man United là Christian Eriksen và Scott McTominay đã thể hiện trong trận đấu với Man City. Keane nhận xét: "Trước trận đấu chúng ta đã khen họ rất nhiều, nhưng rõ ràng những gì mà họ đã thể hiện là không đúng với sự kỳ vọng. Có thể vì thiếu niềm tin, những đường truyền của họ quá tệ, khoảng trống thì ở khắp nơi. Ai cũng thấy là McTominay và Eriksen bị kéo hết từ chỗ này sang chỗ kia. Họ phải quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, nếu cần thiết thì phải phạm lỗi sớm hơn." Man United phòng ngự biên quá tệ. Đó là nhận xét của Arsène Wenger, cựu huấn luyện viên của Arsenal. Huấn luyện viên huyền thoại người Pháp tỏ ra đặc biệt thất vọng với những gì mà các cầu thủ chơi ở biên của Man United đã thể hiện trong trận derby Manchester, mà cụ thể là Diogo Dalot, Anthony và Jadon Sancho. Ông nói, ngay từ phút đầu tiên Dalot đã phải nhận thẻ vàng, trong khi Sancho và Anthony chẳng có đóng góp gì về mặt phòng ngự. Trong cả hiệp 1, họ bị áp đảo hoàn toàn ở cánh và gặp đủ loại rắc rối. Ông Wenger cũng cho rằng vấn đề của các cầu thủ Man United là họ quá tôn trọng kế hoạch ban đầu là tung ra những pha phản công thật nhanh khi có bóng. Các cầu thủ Man United chỉ chăm chăm đưa bóng lên phía trước càng sớm càng tốt và chính sự hấp tấp đó đã khiến họ để mất bóng quá nhiều. Sau thất bại trước Man City, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã thiết lập một cột mốc không ai muốn ở Old Trafford. Ông là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử của Man United để thua 0-4 trong hiệp 1 ở 2 trận đấu trong cùng một mùa giải. Trước trận đấu với Man City, Man United cũng đã để cho Brentford ghi tới 4 bàn không gỡ trong hiệp 1 ở trận đấu thuộc vòng 2 mùa này. Ở mùa giải trước, huấn luyện viên Solskjaer cũng đi vào lịch sử của Man United với tư cách là huấn luyện viên đầu tiên để thua trắng 4 bàn ở Premier League khi Quỷ Đỏ đại bại trước Liverpool. Nhưng giờ thì huấn luyện viên người Na Uy đã bị Ten Hag vượt mặt. Thành tích của vị huấn luyện viên người Hà Lan thậm chí còn tệ hơn. Thực tế là trong lịch sử Premier League, trước Man United cũng chỉ có 6 đội là Bolton, Sheffield Wednesday, West Ham, Newcastle, Arsenal và West Brom hai lần bị đối phương dẫn trước 4-0 sau hiệp 1 trong cùng một mùa giải. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Eliza xin công bố đáp án của câu hỏi ở phần giữa chương trình. Cách biệt lớn nhất trong một trận derby Manchester là 5 bàn. Cách biệt này từng xuất hiện 4 lần trong quá khứ và điều đáng buồn là có tới 3 lần đội thắng là Man City và đều trên sân của Man United. Đến đây chúng tôi cũng xin khép lại bản tin của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.